Hello, chúc anh em tại chào anh em nha, chào anh em Cần Thủ xe gần từ Bắc vào Nam. Em hôm nay em lại lên một số lô một lượt lô máy về cho anh em câu xong với lại đánh lục đầu cần với là lăn xê đầu tiên. Lên đầu tiên là một con Olympic. Con này là cước số bóng nó vào được là 310 mét, tương đương với size là 6.000 này. Dành cho anh em câu câu xong. Con này là phun kim loại, máy chạy rất êm, chắc chắn hoạt động tốt, mô viên sóng đổ tay trái phải nghe. Mô viên sóng này đổ tay trái phải. Con này size 6.000, size theo máy tầm 5.000, gato của nó là 4.0, cước số 3 vào 310 mét, cước số 4 chứ, cước số 4 vào 310 mét, cước số 3 vào 420 mét, tương đương size 6.000, size thật 6.000, giá con này là 600k, mã 1 600k. Mã 2 là một con Daiwa. Con này là thân kim loại cối carbon, cước số 4 vào được 270 mét. Gato của nó là 3.8. Daiwa chắc chắn hoạt động tốt, mô viên sóng đổ tay trái phải, mô viên sóng này. Con này còn khá mới nha, đầu ra cước cũng còn mới trang này. Con này mã 2 đây qua size 6.000, size thật 6.000, size theo máy tầm 5.000, Gato 3.8. Mô viên sóng đổ tay trái phải. Mã 2. Giá con này là 700k, mã 2. Đây qua Japan. Con đầu tiên là Olympic Japan nha. Rồi. Đây. Con China xuất Nhật. Con này là size 4.000, cước số Gato 4.3, cước số 4 vào được 130 mét, size thật 4.000, size theo máy 4.000 luôn, mô viên sóng đỡ tay cái phải. Con này là China xuất Nhật nha, Made in China, size 4.000. Con này mã 3, mã số 3 này, mã 3 giá con này là 300k, 300k. Tất cả máy em bán ra là cộng với ship nghe, tất cả máy em bán ra là cộng với ship. Con này là mã 3. Mã 3 giá 300k nha. Size 4.000, China xuất Nhật. Dòng này tay quay nè. Tay quay này rất khó gãy nè. Khi dặn bên này xuống mình mới gặp được nè, tay quay nè. Dòng này anh em tải cá vô tư, tải cá xuống. Rồi. Con này anh em đánh lục lầu cần được, câu lăn xê được, ngâm cũng được luôn. Size 4.000, 300k, mã 3. Mã 4 là một con Daiwa dòng lông cát thì anh em biết rồi.
Tay qua dòng long cát, con này là được cước số 4 vào được 250 m. Con này xe thương máy 5.000, xe thật là tầm 6.000, máy cấu bị sơ xước thôi, còn nói chung là nhìn máy thì còn thân rất ổn, sơ xước. Con này mã 4, full carbon, toàn thân carbon nha. Size theo máy 5.000, size thật là tầm size theo máy 2.000, nhưng mà cái độ to của máy á, là khoảng như size 5.000 á. Size thật của con này 6.000, ga tô của nó rồi. Đây qua Long Cát nha, đây qua Long Cát Japan, dòng Long Cát này là rất bền nha. Bền thì khỏi phải nói luôn. Con này mã 4 cũng giá 600k. Mã 4 600k. Tiếp tục con mã 5. Con mã 5 là con Ryobi. Con Ryobi con này là cước số 4 vào được 250 m. Con này là xe theo máy là tầm 5.000, xe thật là 6.000. Em này mã 5 Ryobi Japan full carbon, cấu nó hơi bị xước này. Nó bị xước xác này. Cái này này. Còn nói chung thì ngoại hình thì ok hết, có cấu nó mấy cái tem này nó bị bong róc sơ sơ chỗ này thôi, còn bên này nó không bị gì. Có một góc chỗ này này. Trong này mã 5 giá 600k, mã 5 600k. Size thật 6.000. Ryobi Japan. Full carbon, mô bin sóng đổ tay trái phải, gặp cước ok. Mô bin sóng này, đổ tay trái phải. Con này mã 5 600k. Mã số 6. Mã số 6 là một con Korea xuất Nhật. Con này là size theo em đồng số cước. Cước số 4 vào được 165 m. Con này size qua 4.500. Ga tô của nó là ga tiêu. Con này không thấy kỳ ga tiêu nè, con này là full carbon. Tay quay kim loại. Nó keo cái này. Con này mã 6, Korea xuất Nhật. Size 4.500. Giá em này là 400k, size 4.500, Korea xuất Nhật, full carbon, tay quay kim loại, mô viên sóng đổ tay trái phải, mã 6, mô viên sóng này, đổ tay trái phải, 400k, mã 6, chốt chặn hoạt động tốt này. Korea xuất Nhật, mã 6.
Mã 6. Mã 7. Mã 7 là một con đai hoa. Đai hoa con này là đai hoa Japan, chạy hai bạc đạn. Con này là cấu carbon, thân cấu kim loại, thân carbon, tay quay kim loại, mô bin sóng đầu tay trái phải này. Mô bin sóng. Đầu ra cước vẫn còn sáng này. Bộ vi sóng đổ tay trái phải chốt chạy hoạt động tốt này. Con này là để em đọc con số cước số 4 vào được 250 m. Con này sai theo máy là 4.000, sai thật của nó là 6.000. Con này là tem nó bị sa xước thôi này, còn máy thân thì nó không bị gì hết, bị sa xước nhẹ chỗ này thôi, còn cấu nó bị rách tem này này nè. Nói chung là dòng này câu rất bền. Anh em tải cá, em nói đảm bảo cá 8 kg lên bình thường luôn. Em này 700k, đây qua Japan, mã 7, mã số 7. Số 7 nè, đây qua Japan, nó bị sa xước chỗ với cái cấu với tem thôi, còn cấu nó bị sa xước xí chỗ này nè, còn máy hoạt động tốt. Gato con này có nè, Gato con này em thấy nó ghi Gato nè, Gato nó chịu á. Con này giá con này là 700k, mã số 7. Đây qua Japan, size thực 6.000. Size theo máy 4.000. Đây qua dòng chi? Đây qua Ranger, Ranger X. Dòng này rất bày. Mã 7. Mã số 8. Số 8 cũng là một con đây qua lông cát. Con này là size cước số 4 cũng vào được 250 m. Con này rất nhẹ, thân là thân carbon, cấu kim loại, tay quay carbon luôn nên nhỏ nhẹ, anh em có thể lưu lót được vô tư. Con này cũng mua biên sóng đổ tay trái phải, tay qua Japan. Con này mã số 8, con này mã số 8 này. Mã 8. Giá em này 500k, mã 8, đây qua Japan. Thân carbon, cấu kim loại, tay quay kim loại, tay quay carbon. Mua viên sóng. Gặp cước ok. Mã 8. Mã 9. Mã 9 là một con Big White. Con này là size cước số 4 vào được 160 m. Con này size 5.000.
Con này là của thằng Suzume. Suzume. Này là China xuất Nhật của thằng Suzume. Giá con này là Suzume. Con này là size 5.000. Giá con này 350k, 350k hai chế độ nè. Nó chế độ như thằng Ryobi đấy. Chế độ keo keo này. Mô phi sóng. Đổi tay trái phải. Mã 9. China xuất Nhật của Suzume. Mã 9. Mã số 9. Mã số 10 là một con China xuất Nhật. Size theo máy 2.000, size thật con này là 4.000, gato của nó là 4.6. Cước số 5 vào được 100 m. Con này mô pin sóng này, đổi tay trái phải. Con này mã số 10. Giá con này 200k. Con này cấu nó bị xước này. Bị xước bong bong tem này. Giá con này 200k. Mã 10. Rồi em lên tạm 10 con máy về cho anh em tham khảo. Tất cả máy em bán ra cọc ship, anh em đừng quên nhớ đăng ký kênh và nhắn chung khi mà em lên video là anh em có thể xem được video tốt nhất. Rồi chúc anh em ngày vui vẻ, câu được nhiều cá.